Từ Thanh phải không? Rồi mình anh Thái xin chào Thanh nha. Bây giờ là em bắt bữa nay hồi bữa bắt là hai con cá lớn với một con đực lớn với hai bốn cá nhỏ. Bây giờ em bắt thêm một con đực nữa thì anh gửi cho em nha Thanh. Mình xin chào bên chạy chào Vương Quốc Hải, xin chào bà con anh em mọi người chú bác Cần Sa nha. Giờ người bạn này ở Cần Thơ. Nay là bắt đợt này là đợt thứ tư nha bà nghe bà con. Thì chính rồi bắt hai con cái. Một con cá lớn, một đực lớn với hai con cái là bốn con cái là Indo với hai con cá Ấn Độ. Bây giờ mình giao cho Bồ Thanh là một con đực là không biết bao nhiêu nhưng mà được tơ thì cho nên mình bắt mình giao. Nhưng mà Bồ Thanh đó, Bồ Thanh nhìn này con tròn em gọi đây này, con tròn đang mình khỏe nha, con này là đuôi hơi bà cổ tay mình đó, này là Indo đang Ấn Độ đó, lai đó. Cái này mình đắt với cho bồ rồi chút xíu nữa bắt tài đem lên chở cho bồ nha. Giờ mình bắt tròn cái bồ Thanh thì mình không biết con này là bao nhiêu ký tại vì là trục tơ thì mình nói với bồ thì nó nằm 2,2 kg hay 3,4 kg gì đó, cắt được thì nhiêu thì tính nhiêu. Đây cái đuôi thì con này trồng tơ còn nhỏ nhưng cạnh đuôi còn hơn lớn hơn cổ tay mình nha bà Thanh. Nè bà thấy thấy không, con này là đô Ấn Độ lai nha chứ không phải là trồng Lào trồng Cam, không phải là trồng Việt Nam mình. Vậy nên mình căng thử bao nhiêu nha. Người bạn này ở Cần Thơ bắt mình đợt này là thứ tư rồi. Sớm giờ tàu với mấy hộ khác cho nên không có giao sớm được chứ hoàn trời nắng quá thì đi hơi mệt rồi. Đây được sợi dây này. Hợp đồng với bà Thanh thì 2,3 kg 2,4 kg đó, như con này thì 2,3 kg 2,4 kg thì đúng, còn nếu mà 2,5 kg thì chơi chút xíu thì mình cũng vẫn là giá vậy luôn. Bắt lên tới đáy ra của 2,3 kg. Ôi 2,6 kg bà Thanh ơi nha. Đó bà Thanh nhìn đây 2,6 kg nha bà Thanh, mà nói bồ là 2,3 kg 2,4 kg giờ 2,6 kg nha, đô la Ấn Độ rồi. Ok rồi chợ đã cái thùng rồi phải không? Cái này thì cái này khoảng 3 tiếng không dục. 3 tiếng không? Tầm 3 tiếng. Mấy đó. Mấy đi là thôi đi học học đi đi từ, đi 2 tiếng rưỡi. Tổ ở 1 tiếng 3 tiếng. Từ cái mẹ cái chị nó đường nó dễ nó dở. Đường xấu à. Đường bên đó xấu à. Ở chà bẹt đó, đó lỗ nó chưa làm nữa hả? Trời ơi nó xấu à. Xấu đúng rồi, anh biết rồi. Em bỏ cục ke theo cái kia đi. Từ chà bẹt cái chỗ nó đường đoạn đường nó nhỏ rồi nó xấu nha. Đi nói chung ra là cây Cần Thơ á mà đi bốn bánh á, cây Cần Thơ là mình đi là nó lâu hơn thành phố á, cái đường phố là 2,5 kg thành phố em phải 3 tiếng tại vì đoạn đường nó dài á, đâu đi ăn được, nó hẹp đấy gì không. Nó mua mấy con nhiều nhiều rồi vậy bắt thêm con được. Còn đường đó cũng làm lại cũng làm ở ngoài mà nó hẹp quá mà nó bị đắp chắp giá nó chứ nó không có được làm ngon, mà đoạn đường sau này phải nông cao được xấu. Cái đi thành phố đây là giờ đi bon 2,5 tiếng tới chợ đi em có 3 tiếng đi đâu có đi nhanh được. Ship đôi lại cho nó gạt nó mát rồi bị nắng này cũng mát rồi. Ừ Thanh ơi cái này là con này anh mới vừa bắt xong là anh căng là 2,6 kg nha Thanh.
rồi 26 rồi bắt tài chuẩn bị đi á nha, rồi lên tới chảnh rồi em bắt vậy đi ha. Rồi 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 đó, con này là nó chưa có ngã hết lông tới gì đó, còn tơ đó là Indo Lan Độ đó, nó xám xanh, nó xám xanh nhưng mà nó có một chút lông vàng lắm con hết á, thì phải chừng nó trưởng thành nó ngã vàng ngã đen hết á. Rồi vậy ha. Rồi ok. Rồi 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 rồi. Chai nãy uống hết chưa? Hết còn chút xíu. Rồi, dọn ha.